Cuộc đời nghệ sĩ nhân dân Lâm Tới, từ chàng trai nghèo khó đến tài tử điện ảnh một thời và sự ra đi trong tiếc nuối. Nghệ sĩ khiến khán giả đồng nghiệp ngưỡng mộ vì khả năng hóa thân xuất sắc ở cả hai dạng vai, chính diện và phản diện. Những thông tin được tổng hợp từ các báo dưới đây sẽ cho chúng ta biết rõ hơn về người nghệ sĩ này. Nghệ sĩ Lâm Tới tên thật là Lâm Thanh Tòng, ông sinh ngày 15 tháng 1 năm 1937 tại tỉnh Đồng Tháp. Xuất thân trong một gia đình nghèo, từ năm 7 tuổi ông đã phải đi giữ trâu mướn. Đến năm 12 tuổi, ông được một người tiểu đội trưởng du kích xã giao nhiệm vụ cho trâu ăn gần đồn Bốt, làm quen với lính, nghe thấy gì về báo lại. Đến năm 1954, ông gia nhập bộ đội thuộc đại đội 949, tiểu đoàn 311 làm liên lạc, sau đó tập kết ra Bắc. Ông học văn hóa tại trường học sinh miền Nam số 2 Thanh Hóa. Đến năm 1955, ông được tuyển vào đơn vị 36 thanh niên xung phong đi làm đường sắt Hà Nội, Mục Nam Quan. Sau đó về làm y công bệnh viện hữu nghị Việt Xô. Ông vinh dự được vào phủ chủ tịch gặp Bác Hồ và Bác bảo các cháu là vốn quý của miền Nam sau này. Năm 1957, ông trở lại học trường học sinh miền Nam số 12 ở Hà Đông và Quảng Ninh. Đến năm 1959, ông vào học trường điện ảnh khóa đầu tiên ở Hà Nội, cùng thời với các nghệ sĩ như Trà Giang, Thế Anh, Phi Nga, Thụy Vân, Trần Phương. Tốt nghiệp loại ưu trường điện ảnh năm 1964, Lâm Tới có vai diễn đầu tiên trong phim Hai Người Lính. Năm 1966, Lâm Tới cùng lúc xuất hiện với hai vai phản diện trong Nổi Gió và Nguyễn Văn Trỗi. Trong phim Nổi Gió, ông đóng vai một tay sai của sĩ quan Mỹ. Trong cảnh dùng cồn đốt tay nữ chiến sĩ cách mạng Tinh Vân do Thụy Vân đóng, Lâm Tới thể hiện được sự biến chuyển cảm xúc trên gương mặt, từ đắc thắng, thách thức, chuyển sang run sợ trước ý chí bất khuất của nữ chiến sĩ cách mạng. Trong phim Nguyễn Văn Trỗi, Lâm Tới thể hiện được thái độ hung hăng của một tên sĩ quan chuyên ức hiếp người dân vô tội. Lâm Tới sở hữu một gương mặt có thể hóa thân thành nhiều dạng vai. Anh không bao giờ sử dụng kỹ thuật diễn xuất. Đứng trước máy quay, chúng tôi tưởng Lâm Tới là nhân vật chứ không phải là anh ấy đang diễn. Đạo diễn Đào Bá Sơn nói về đàn anh trong nghề. Vai diễn phản diện thành công nhất của Lâm Tới là Trần Sùng trong phim Vĩ Tuyến 17 ngày và đêm năm 1972. Cố đạo diễn Hải Ninh kể, ông cần tìm diễn viên vào vai một tên ác ôn có học. Lâm Tới rất thích vai này nhưng ban đầu không được chọn vì có tật nói lắp. Lâm Tới không nản, ít hôm sau anh đến nói một mạch cả đoạn thoại mà không bị lắp, rồi đi đứng thể hiện rõ phong thái của tên giặc có học. Cô đạo diễn Hải Ninh từng kể về khoảnh khắc ông ngạc nhiên và bị chinh phục bởi quyết tâm làm nghề của Lâm Tới. Với yêu cầu khắt khe của đạo diễn, Lâm Tới đã có một vai diễn thành công đến mức sau này nhiều người gọi ông là Trần Sùng ở ngoài đời. Trước khi vào vai Trần Sùng, Lâm Tới gây thiện cảm với vai núi trong phim Đường Về Quê Mẹ năm 1971. Bộ phim của đạo diễn Bùi Đình Hạc ca ngợi những chiến sĩ công binh dũng cảm mở đường trong kháng chiến. Lâm Tới gây ấn tượng với hình ảnh anh bộ đội tên núi đơn độc, vẫn kiên nhẫn phát từng quả bom, bày cả một trận địa mình liên hoàn đánh địch. Sinh thời, cô nghệ sĩ từng kể, sau khi phim ra mắt, một thanh niên trước khi ra trận đã đến gặp ông và nói: "Thưa anh Lâm Tới, em đi bộ đội đợt này, vào sinh ra tử, có thể sẽ về hay không về. Dù thế nào chăng nữa, chúng em cũng sẽ chiến đấu như tổ ba người." Tức là đang nói đến vai núi của Lâm Tới, Dư của Thế Anh và Ly của Hồ Trường. Năm 1977, Lâm Tới lột xác với vai Tám Quyện trong phim Mùa Gió Chướng. Diễn xuất của cố nghệ sĩ lột tả được hình ảnh người nông dân Nam Bộ chất phác, kiên cường, giàu lòng trắc ẩn. Nhà quay phim Đường Tuấn Ba kể, vai diễn của Lâm Tới trong phim khiến nhiều khán giả thổn thức, đặc biệt là phân đoạn Tám Quyện bị giặc chôn sống. Năm 1979, nghệ sĩ tiếp tục chinh phục khán giả với vai Ba Đô trong phim Cánh Đồng Hoang. Lâm Tới tiếp tục lột tả thành công hình ảnh của người nông dân Nam Bộ chất phác, bộc trực, hết lòng yêu thương gia đình, sống và chiến đấu cho lý tưởng dân tộc. Những năm sau đó, Lâm Tới ít khi tham gia đóng phim do sức khỏe yếu. Năm 1999, ông xuất hiện trở lại trong phim Đồng Tiền Xương Máu với vai một giám đốc cương trực, tài giỏi từng đạt được nhiều thành tích lẫy lừng trong quá khứ, nhưng bất lực trước sự đổi thay của kinh tế thị trường. Đây cũng là vai diễn cuối cùng của ông. Lâm Tới được trao tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân năm 1997. Nghệ sĩ qua đời vào năm 2000 sau thời gian dài chống chọi bệnh tật.